Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V-Radio. Hôm nay V-Radio xin gửi tới các bạn phần 15 của tiểu thuyết Bong Bóng của nhà văn Nhật Bản Nonami Asa. Phần 15. Châm điếu thuốc chẳng rõ thứ bao nhiêu, Shoto bồn chồn nhả khói. Trên nệm vẫn còn vương hơi ấm của gã. Lăn tới lăn lui chán chê, gã lại ngồi dậy. Từ nãy đến giờ đã giết thời gian được hơn 30 phút. Là bởi bà cụ yêu cầu gã lên tầng 2. Ngay khi bước ra ngoài tiền sảnh và xác định danh tính người khách, bà quay vào nhà với bước đi siêu vẹo, nét mặt thảng thốt như biến thành một người khác hẳn. Đoạn bà đi về phía Shoto, lúc ấy đang đứng như trời trồng trong gian bếp và xua tay tựa đuổi ruồi. Nhanh đi, lên tầng 2 mau, khi nào bà gọi mới được xuống nghe chưa? Tự dưng bà làm sao thế? Ai đến nhà vậy? Không phải ông Shige ạ? Rồi, mau đi. Lúc đó tay Shoto vẫn cầm nguyên bì thư đựng tiền. Vậy mà đến cả việc ấy bà còn quên bẵng. Bởi vậy trước mặt gã hiện tại là sấp tiền những tờ 10.000 yên. Sau khi lên tầng 2, đếm lại thì gã thấy tổng cộng có 36 tờ. Không hẳn là một số tiền quá lớn, song cũng chẳng phải ít. Bản thân Shoto trước giờ chưa lần nào được cầm trong tay nhiều tiền như vậy. 36 vạn yên. Có lẽ bà cụ vẫn hưởng trợ cấp, nhưng hàng ngày chỉ ra đồng làm việc thì thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Do đó với bà, ắt đây là món tiền lớn. Để chắt bóp chừng này tiền hẳn tốn không ít thời gian. Với số tiền ấy, nếu không tiêu xài phung phí, ngay cả Shoto cũng cầm cự được ít lâu, dù gã đi đâu chẳng nữa. Nhưng biết đi đâu kia chứ? Nơi này là Kyushu, dù gì đã tốn công đến tận đây, hay là xuống Okinawa cho biết nhỉ? Gã nghe bảo khí hậu ở nơi đó rất ấm áp. Mùa lạnh sắp sửa gần kề, biết đâu chừng đến đảo quốc phía nam tránh rét lại là thượng sách cũng nên. Có lẽ ở Okinawa mà phải chịu cảnh màn trời chiếu đất cũng chẳng lo chết rét. Quần áo phong phanh một chút chắc cũng không thành vấn đề. Như vậy sẽ không phát sinh thêm chi phí. Hình ảnh biển xanh cát trắng có lần xem trên TV hay đâu đó hiện lên trong đầu khiến Shoto bất giác trở nên mê mẩn. Vừa được ngắm nhìn khung cảnh ấy, vừa lăn lóc trên giường từ sáng đến tối thì còn gì bằng. 36 vạn yên kia mà, chắc chắn gã có thể vô âu vô lo sống qua ngày trong khoảng thời gian tương đối. Được thì đón Tết ở đó luôn thể, để da cháy nắng thật giòn. Trí tưởng tượng đang bay xa thì gã chợt giật mình quay lại với thực tế. Để sống như thế, gã sẽ phải cuỗm số tiền này và đánh bài chuồn khỏi đây. Nếu vậy phải suy tính đường đi nước bước. Đầu tiên là phương tiện đi lại. Tiếc là chiếc xe tải nhỏ của nhà bà lại chưa sửa xong. Hay chức dụng xe cúp của bà nhỉ? Ấy, khoan đã. Lấy xe cúp chạy hay xin quá giang không phải vấn đề. Trong lúc gã trên đường đi vào thị trấn mà bà báo cảnh sát thì coi như xong chuyện. Mấy ngày vừa qua, gã đã bị rất nhiều người nhớ mặt. Điều này đồng nghĩa với việc gã buộc phải tìm cách qua làng bên mà không băng qua trung tâm làng này. Hiếm nỗi gã không thông thạo đường xá, đến cả khoảng cách gã còn chẳng biết chứ đừng nói. Đợi đã. Hôm nay là lễ hội Heike. Ngày thường đi trong làng chẳng bao giờ gặp ai. Song vào dịp này, người ra kẻ vào tấp nập đến độ giao thông tắc nghẽn. Nếu vậy không biết chừng gã có thể trà trộn vào đám đông, sau đó đi nhờ xe vào thị trấn là được. Nói tóm lại, nếu bà cụ không làm ầm lên, mọi chuyện sẽ đầu vào đấy. Chỉ cần bà chịu để gã vào đến tòa thị chính một cách êm thấm. Muốn vậy, hay là giết bà? Có lẽ đó là cách duy nhất. Chưa kể đến đôi mắt bà lúc nãy, có nằm mơ gã cũng không nghĩ bà sẽ nhìn mình như thế. Cặp mắt ấy rõ ràng đang nghi ngờ Shoto. Đó là ánh mắt ném về phía kẻ mới bị gặp lần đầu. Không, còn tệ hơn thế, là ánh mắt nhìn một thứ dơ bẩn. Khoảnh khắc ấy Shoto ghét bà tận xương tủy. Gã cảm giác ra tay với một hay hai bà cụ này chẳng phải chuyện to tát.
Cuộc đời là thế đấy. Dù bề ngoài nhìn tốt bụng đến mức nào, chỉ cần hành động khả nghi đôi chút đã bị quy chụp ngay là kẻ xấu. Một người cứ ngỡ có thể đặt lòng tin, ai dè đụng đến tiền mới lộ bộ mặt thật. Vào thời điểm ấy, Soto không hề có ý định ăn cắp số tiền này. Đơn giản là tò mò nên gã mới xem bên trong phong bì. Chỉ thế thôi, vậy mà. Nhưng nếu chuyện vỡ lở, gã sẽ lãnh án tử hình. Riêng điều này không có gì bàn cãi. Cướp giật nhiều lần, giết một mạng người, cuối cùng xuống tay với một bà cụ neo đơn để trộm tiền. Đến kẻ không có mống kiến thức pháp luật như Soto còn đoán được, chỉ có thể khép vào tội tử hình. Xét khách quan, loại người như thế đem ra xử bắn là lẽ đương nhiên. Và loại người ấy là mình sao? Thật ngớ ngẩn, vậy thì chỉ còn nước cao chạy xa bay đến cùng trời cuối bể mà thôi. Gã sẽ làm cho bằng hết những chuyện muốn làm, đoạn nổ tung và biến mất như bong bóng xà phòng. Hơi thở của gã thoáng run, gã không rõ còn mấy phút hay mấy tiếng nữa. Nhưng tóm lại, bà cụ sẽ chết. Đó cũng là lúc Soto trở thành tên sát nhân thực sự. Có trách thì trách bà đã nhìn gã bằng ánh mắt ấy, đã nghe động mà tỉnh dậy. Không, ngu ngốc nhất chính là cho một kẻ không rõ lai lịch như Soto tá túc trong nhà. Vấn đề ở chỗ vị khách kia khi nào mới cáo từ. Châm thêm điếu thuốc, Soto ngẩng đầu nhìn vào vô định. Cứ nghĩ đến việc lần này gã sẽ chính thức trở thành kẻ giết người, gã lại có một tâm trạng kỳ lạ. Chẳng còn cách nào. Đã là người thì sớm muộn ai mà chẳng xuống mồ. Dẫu khác nhau ở thời gian, địa điểm, hình thái lúc chết, nhưng riêng bản thân việc chết là không đổi. 23 năm cuộc đời của Soto chỉ toàn thất bại. Tuy không rõ mình sai cái gì, sai ở đâu, nhưng gã dám chắc như thế. Sự đã vậy thì nhanh chóng đầu thai luôn cho rồi, kiếp này đến đây thôi. Sắp 5 giờ, bình thường tầm giờ này bà sẽ thức dậy thì phải, nhưng trời mà sáng trưng thì hỏng bét. Ở làng này khi chỉ mới hửng sáng, người dân đã lục tục kéo nhau ra ngoài bắt đầu ngày mới. Nhắc mới nhớ, nếu không lầm thì hôm nọ các bác gái sống gần đây đã nhao lên rủ nhau làm sushi vào dịp lễ hội. Thậm chí họ còn bảo sẽ đến nhà nhờ bà chỉ cho vài món. Nếu vậy giờ không phải lúc gã bình chân như vậy. Bên dưới đang làm gì thế không biết. Bứt rứt không yên, Soto len lén kéo cửa, thò mặt ra ngoài hành lang thăm dò động tĩnh tầng dưới. Từ nãy gã đã nghe tiếng nói trầm trầm léo nhéo trò chuyện. Dựa vào chất giọng và bầu không khí, gã đoán vị khách là nam giới. Tuy nhiên gã không biết nội dung trao đổi. Trời còn tối đã mò đến đây, rốt cuộc người này là ai và đang nói chuyện gì? Bứt rứt không yên, Soto len lén kéo cửa, thò mặt ra ngoài hành lang thăm dò động tĩnh tầng dưới. Từ nãy gã đã nghe tiếng nói trầm trầm léo nhéo trò chuyện. Dựa vào chất giọng và bầu không khí, gã đoán vị khách là nam giới. Tuy nhiên gã không biết nội dung trao đổi. Trời còn tối mà đã mò đến đây, rốt cuộc người này là ai và đang nói chuyện gì? Không khí bên ngoài hành lang lạnh lẽo hơn hẳn. Đang định nhoài tới trước thêm nữa, bỗng gã nghe thấy một âm thanh gần như tiếng thét "Này!" vang lên. Bất ngờ đến độ giật nảy mình, theo phản xạ, Soto rụt đầu vào trong. Gã đoán hai bên đang mắng chửi nhau. Tiếng động tiếp theo nghe thấy từ tầng dưới là đồ vật loảng xoảng và chân nệm rầm rầm. "Tao bảo mày thôi đi." "Im ngay." Rõ ràng là bà cụ và vị khách đang cãi cọ. Những tiếng rầm, choang, ầm ĩ. "Này này." Soto nghe thấy bà ré lên. Cảm nhận tim đập càng lúc càng nhanh, gã cứng người, căng tai ra nghe. Có ẩu đả, không lẽ vị khách kia làm càn, vậy nên bà mới hét ầm lên. Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy giọng bà như thế. "Hết rồi, chẳng còn gì đâu." "Làm gì có chuyện không có." "Tao bảo không là không."
Bà tưởng bà loè được ai? Ngữ con cái như mày. Đã bảo lần này tôi chỉ xin tầm 50, 100 nghìn chứ bao nhiêu. Nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi mà tự nhiên sống lưng gã lạnh toát. Cảm giác rợn da gà chạy từ cổ lên hai má khiến Sô Tô bất giác rùng mình. Bà vừa mới nói, ngữ con cái như mày. Nghĩa là người đang lớn tiếng chính là con trai bà cụ sao? Con bà đột nhiên đến đây khi trời còn tối thui rồi mắng chửi mẹ mình xối xả như thế. Không có, tao không có. Bà đừng dối trá. Mày nghĩ tao dối thì cứ việc lục tung cái nhà này lên mà tìm. Hồi hè, lúc đến đây mày đã đem đi hết rồi còn gì, những 2,5 triệu của tao. Con trai bà, không chừng đây chính là người mà dân làng tưởng lầm là cha của Sô Tô cũng nên. Có vẻ ông chú này về để xin tiền. Không nghi ngờ gì nữa. Sô Tô quay phắt lại, dán mắt vào cọc tiền vẫn để cạnh nệm. 36 vạn yên. Bà đã giấu số tiền ấy vào ngăn đông lạnh sau khi bỏ vào bì thư và bọc ni lông cẩn thận. Tất cả là vì không muốn bị con trai mình lấy trộm. Rầm, tiếng động ầm ĩ phát ra. Gã nghe thấy âm thanh như tiếng thét. Ngoài ra không còn tiếng nào nữa. Chỉ có tiếng thở hồng hộc vang lên rõ mồn một. Xảy ra chuyện gì rồi? Bà bị thương sao? Không kịp nghĩ ngợi, Sô Tô chạy ra hành lang. Xuống hết cầu thang, gã lao ngay vào phòng ăn thì thấy bóng đèn tròn buông xuống từ trần nhà đang đung đưa. Phía dưới là một người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng chống nạnh. Bàn sưởi bị lật nhào, chỗ để tivi cũng xiên xẹo, rúm gió nép bên cạnh tủ chạn. Bà ngồi thụp xuống như miếng rẻ rách, hai tay ôm đầu, giữa kẽ tay có thứ gì đen đục, là máu. Bà ơi! Sô Tô thất thần á khẩu. Gian phòng ăn hai bà cháu trước nay vẫn dùng cơm trở nên tan hoang hơn bao giờ hết. Hàng búp bê xếp trên nóc tủ cùng đồ trang trí ghép bằng đồng 5 yên tung tóe, tách trà lật úp trên chiếu tatami. Chưa kể gian đặt bàn thờ nằm trong góc phòng ăn cùng phòng ngủ của bà đối diện đều bật đèn sáng trưng, đang trong tình trạng vô cùng lộn xộn. Bay! Bà cụ yếu ớt gọi Sô Tô. Người đàn ông liền quay ngoắt về phía gã. Rúm tóc trên mái đầu lưa thưa bết vào khuôn mặt xấu xí nhìn thật nhớp nhúa. Đôi mắt lồi chất chứa thủ hận. Mày là thằng nào? Hắn trèo trẹo đôi môi méo mó và xỉn màu của mình. Thật tình mà nói, có lẽ từ phần mắt đến mũi của hắn có nét hao hao bà cụ. Song hai người nhìn khác nhau một trời một vực, nhất là nét biểu cảm. Tôi là... Mày làm gì trong nhà người khác? Nhà người khác gì, đây là nhà của bà cơ mà. Người đàn ông đánh mắt về phía bà cụ đang ngồi thụp xuống với hàm ý cái gì đây? Bên trong mặc đồ ngủ, bên ngoài choàng áo khoác ngắn tay kiểu truyền thống đã xù lông. Bà ôm đầu, khuôn mặt mệt mỏi đến cùng cực. Ê, bà bô, thằng choai choai kia là ai? Không liên quan gì đến mày, nó là ai mà chẳng được, hỏi nhiều. Bà nói thế mà nghe được à? Này bà bô, bà nhặt nhạnh thằng oắt đó từ xó xỉnh nào thế? Thằng bé ấy là ân nhân cứu mạng của tao, mẹ mày mới được là người nhặt về, nếu không có nó tao đã sang thế giới bên kia từ lâu rồi. Vừa lườm lườm nhìn gã, ông ta vừa rầu môi đầy vẻ nghi ngờ mà rằng, cứu mạng cơ đấy. Đoạn cố tình nheo mắt gằm ghè. Người đàn ông toát ra vẻ đe dọa đáng gờm. Ông ta khiến đối phương cảm thấy e dè. Đôi mắt đục ngầu, làn da bóng vì dầu và đen nhẹm. Nhưng Sô Tô cũng không vừa. Gã hếch cằm, chòng chọc liếc xéo khuôn mặt người đối diện và mở miệng. Ông chú là con trai bà? Phải, rồi sao? Tức cái người tên Toyoaki hay gì đấy là chú phải không? Hàng lông mày của ông ta giãn ra vì ngạc nhiên. Sô Tô nhớ lại rất nhiều người nhìn mặt gã đã gật gù bảo hai bọn họ giống nhau. Giống lão này sao? Đừng đùa, nghĩ mà phát ớn. Gã phì phò thở hắt ra đằng mũi. Lúc ấy người đàn ông kia cũng khẽ tặc lưỡi. Chà, sao cũng được. Mày là ai hay móc mỉa được chuyện gì từ bà bô cũng chẳng can hệ tới tao. Chỉ thế thôi, còn mày thì biến đi,
mẹ con tao đang bàn dở dang chuyện gia đình, người ngoài đừng chõ mũi vào. Bàn chuyện gia đình? Tình cảnh này trông chẳng giống trò chuyện gì cả. Rõ là nhiễu sự, đủ chưa? Tai mày điếc à? Câm mồm ngay cho tao. Tao chỉ nói một lần thôi, mẹ con tao đang bàn chuyện gia đình. Cái ngữ như mày, bà lầm bầm bằng giọng khàn khàn, tao chẳng xem là con. Người đàn ông từ từ quay về phía bà, đoạn khóe miệng ông ta vẹo vọ thành hình thù kỳ quặc, không một nét biểu cảm, bà cụ ngước lên nhìn con. Có đứa con nào về nhà mình mà lại phải cảnh giác xung quanh, thậm thà thậm thụt giữa đêm khuya không? Mày toàn làm những chuyện để giờ chẳng còn mặt mũi nhìn ai, chỉ giỏi phá làng phá xóm, ăn cháo đá bát, tao hoàn toàn không xem mày là con nữa. Kìa mẹ, tao cũng chẳng muốn nhìn mặt mày, mày đừng gọi tao là mẹ nữa. Bà chậm rãi đứng dậy, máu lại chảy ra từ vị trí gần như trùng với vết thương lúc Soto gặp bà lần đầu. Gã chạy đến bồn rửa mặt, lật đật đem khăn cho bà lau. Lách người qua người đàn ông, gã áp khăn vào trán bà thì cánh tay khô sần của bà đặt lên. Con nhà người ta còn lo lắng cho tao đến mức này, tao nuôi đám chúng bay không khác gì nhau, vậy sao chỉ có mình mày? Soto nhìn mái đầu bạc trắng của bà rồi chuyển ánh mắt sang phía con trai bà. Đôi mắt long lên gớm quá, gã thầm nghĩ. Đó là mắt của những kẻ dám xuống tay giết người. Bầu không khí ấy đang phát ra từ toàn thân ông ta. Khoảnh khắc tia nhìn của gã giao với cặp mắt ấy, Soto vô thức nghĩ, ông này hết thuốc chữa rồi. Dẫu giết người như ông ta, không chừng gã cũng chẳng mấy quan tâm. Gã cảm thấy ông ta không còn giá trị để được sống trên đời. Tránh ra thằng ranh! Người đàn ông gầm gừ, ánh mắt ấy không đùa được. Nỗi kinh hãi lần đầu tiên gã cảm nhận từ khi sinh ra càng trào dâng. Trong lòng gã thôi thúc muốn quay mặt đi mà nói rằng, vâng, cháu xin lỗi. Đoạn cun cút chuồn thẳng. Nhưng lòng bàn tay của bà đang áp lên mu bàn tay Soto. Bàn tay ấy cầu xin gã đừng đi. Tao bảo mày tránh ra cơ mà, mày không nghe thủng hả? Chuyện này không khiến người ngoài xen vào. Lực bà khẽ dồn vào đầu ngón tay chuyển đến người gã. Soto vòng tay còn lại qua đôi vai nhỏ bé của bà. Tôi tránh ra thì chú tính làm gì bà? Tao chẳng làm gì sất. Chú định thượng càng chân hạ càng tay ép bà đưa tiền chứ gì? Phía dưới đôi mắt sụp mí của người đàn ông giật giật. Dịp hè chú đã lấy toàn bộ phải không? Những 2,5 triệu, hỏi sao còn tiền được nữa? Đúng vậy, tiền hết sạch rồi, đến 1 xu cũng chẳng còn đâu. Giọng bà vang lên từ dưới ngực gã. Đấy, lại nữa, bà ơi là bà diễn ngọt quá thể. Trong một khắc gã thầm nghĩ. Tuy nhiên, khi không thấy biểu cảm càng lúc càng đáng sợ của người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cả cơ thể Soto cảm nhận rằng đây không phải phim ảnh hay đùa giỡn. Bầu không khí cho gã biết nếu hành động lỗ mãng, đến cả gã cũng chẳng giữ được mạng. Đây chính là thứ người ta gọi là sát khí đó sao? Này, đầu óc bà bị tưng tưng à? Bà có bình thường không? Một bên má của ông ta méo sạch trông thật kỳ dị. Làm gì có chuyện không xu dính túi, ngày nào cũng ăn no đến cãnh bụng, chưa kể còn cho người lạ ăn bám trong nhà. Nãy giờ tôi bảo bà rồi, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, lần này thì 100 hay 50 cũng được, hay thôi, bất quá thì 30.000. Người đàn ông vươn người định bước lại gần chỗ hai bà cháu. Bà đã bảo không rồi mà. Nuốt nước bọt ừng ực, cơ thể vô thức trực lùi lại phía sau, nhưng Soto vẫn mạnh miệng đáp trả. Ngay lập tức đối phương lừ mắt nhìn gã với nét mặt hằn học gấp bội phần. Nhưng lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, ông ta thốt lên. Đúng rồi. Và biểu cảm thay đổi hẳn. Mày ở đây cũng lâu rồi phải không? Nếu thế chắc mày biết nhà này có bao nhiêu tiền chứ hả? À, tao biết rồi. Mày nói lời đường mật dụ khị bà già rồi cuỗm những thứ ngon ăn làm của riêng phải không? Chú đừng nói bậy. 36 vạn yên trên tầng 2 sáng lên lấp lánh.
Mà nữa, mày không nói giọng ở đây, mày xuất thân từ đâu, lai lịch thế nào, đến sống ở vùng quê tồi tàn này với mục đích gì? Hay tình cờ thấy nhà chỉ có mỗi bà già nên mày nói bậy nói bạ lừa bà để bám rễ ở đây? Mày âm mưu gì? Khôn hồn thì khai ra ngay. Tao nói cho mày biết, nếu nhăm nhe đến tài sản thì mày chọn nhầm đối tượng rồi. Mày đừng suy bụng ta ra bụng người, thằng bé chẳng muốn vơ vét gì cả, hôm nào nó cũng siêng năng làm việc ở đây. Lòng bàn tay Shoto cọ sát mạnh vào bờ vai bé nhỏ gầy guộc của bà. Bà vừa khẽ nhoài người về phía trước. Thằng bé chẳng tham lam tư lợi, người làng ai nhờ gì nó cũng không nề hà mà lao vào làm. Hôm nào cũng như hôm nào, trời đẹp thì đi núi, mưa xuống thì vào thị trấn. Thằng bé phải lo cả đống việc để chuẩn bị lễ hội Heike, bận bù đầu bù cổ đến độ hôm qua kiệt sức mà đau bụng. Bà thở dài đánh phù, đoạn vươn người đặt lại ngay ngắn bàn sưởi bị lật úp, miệng nói: "Ôi trời, ôi trời." Bà chậm rãi nhặt nhạnh thuốc lá và gạt tàn vương vãi. Sau khi sắp gọn tất cả lên mặt bàn sưởi, bà lại thở dài rồi từ từ ngồi xuống và vươn tay về phía điếu thuốc. Tay cầm chiếc khăn khi nãy lau máu cho bà, người co rúm tựa vào tủ chạn. Shoto hết đưa mắt nhìn theo bóng lưng bà cụ, lúc này đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình tĩnh, lại nhìn sang người đàn ông vẫn đang gồng vai hầm hè. "Này Toyoaki, mẹ cho mày lên thành phố là sai lầm phải không?" Mãi lúc lâu sau khi phà khói, bà mới cất tiếng. "Biết ngay mà, người này đúng là Toyoaki rồi. Dẫu chẳng phải máu mủ gì với ông ta, nhưng không hiểu tại sao sức lực trôi tuột đâu mất khỏi sống lưng gã. Cho tôi xin một chữ bình yên đi, ít nhiều gì người ta cũng nghĩ chú là cha tôi đấy." Gã như muốn thốt lên câu ấy. "Mày chẳng sáng dạ được như thằng anh, cũng không có ước mơ hoài bão muốn làm y tá hay gì như con Yasuo. Vậy mà cứ một hai đòi rời khỏi chỗ nhà quê này lên thành phố xây dựng cơ nghiệp. Mẹ phải năn nỉ cha mày, làm đủ cách cho mày đi học đại học." Lưng của bà nhỏ bé và cô đơn xiết bao. Đồng hồ treo tường đánh bong, đã 5 giờ rưỡi sáng. "Nhưng mẹ sai rồi. Ngày xưa lúc mày còn bé, khi nào mẹ cũng giữ dịt mày như hình với bóng để coi sóc. Mẹ phải xin lỗi mày chuyện ấy." Tấm lưng bà không nhúc nhích, cả Toyoaki cũng bặm chặt môi không động đậy. Đưa mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt thành hai nắm đấm của ông ta, Shoto bối rối chẳng biết nên làm thế nào, đành đi qua đi lại ở góc phòng. "Mẹ xin lỗi Toyoaki ơi." Bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, bà thì thầm. Giọng bà nghèn nghẹn nơi cổ họng. Vừa bước, gã vừa đưa mắt nhìn thì thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy nếp nhăn, giòn giụa nước mắt.